Em Việt Cường chào các bác, chào mừng các bác đến với kênh mua bán xe cũ xe nứt đã qua sử dụng của em Việt Cường. Hôm nay nhà em Việt Cường mới về thêm một chiếc Kia Soluto sản xuất năm 2019, chiếc xe này đăng ký tháng 12 năm 2019 các bác nhá. Một chủ sử dụng từ đầu. Xe này em vừa mới lấy của anh em về nên là đồ đạc hay là mọi thứ bên trong xe thì nó vẫn là còn nguyên, chưa dọn dẹp gì cả các bác ạ. Đây, 30G15502 là số biển của chiếc xe này, lại gần đây mang ngoại thất là màu đỏ. Trước kia thì em có một con màu đen, đó cũng bản Dinac 2019. Hiện tại bây giờ em về cũng đông lắm rồi, em mới về được thêm một chiếc màu đỏ. Xe cũng vừa mới về cửa hàng. Đây, mũi hổ thương hiệu của nhà Kia rồi. Kia Soluto. Đó, 2019, chiếc xe này em đang bán loanh quanh tầm khoảng độ 350 các bác nhá. Đó, có tương lượng thêm cho các bác. Đây, hệ thống cụm đèn này. Đây là chiếu sáng ban ngày này. Cũng như là bên bi gầm này. Đó, xe Hà Nội. Đó, những cái đường mép này rất là đều. Xe thì mộc mà, xi nhan tích hợp trên gương. Đi có 3,9 các bác ạ. Cái này thì em về em sẽ phải là đánh bóng, dọn lại thất và rửa khoang máy cho các bác để khi mà các bác mua chiếc xe về thì có thể là để đi luôn chứ không phải dọn rửa hay là điều chỉnh cái gì cả. Đổ xăng mà là đi thôi các bác ạ. Sedan. Nếu như mà các bác mà tìm một chiếc sedan mà đời cao mà tầm tài chính khoảng độ 350 thì các bác nên cân nhắc chiếc xe này nhá. Vì chiếc xe ô tô này thường thường những anh em dịch vụ hiện tại bây giờ anh em cũng đang ưa chuộng vì cái sự bền bỉ, máy 1.4 đó, tiết kiệm nhiên liệu. Đây, 6-1 đường kết hợp đây, 7-4 trong đô thị và ngoài đô thị có 5-3 thôi. Tài chính khoảng độ 350, các bạn nên cân đối nhá. Đó, form dáng của chiếc xe này cũng khá là đẹp. Bản đi nắc, bản đi nắc là cái bản tiêu chuẩn. Đó, có đây là có mở cốp này. Đây là có mở cốp này. Tí mở tay ở trên kia. Đây, em quay cho các bác. Đằng sau này có những cảm biến phía sau chống va chạm này, những cái nút tròn này các bác nhá. Đó, hệ thống cụm đèn đằng sau đây. Form dáng cũng khá là đẹp. Vừa mới về đến cửa hàng nên em Cường phải quay luôn cho các bác để xem tổng thể chiếc xe. Đây, đi vào bên trong đi, xong tí em sẽ quay về phần cốp cho các bác. Đồ đạc thì vẫn còn ở trong xe. Nhà có trẻ nhỏ các bác ạ. 29, giữ gìn kinh khủng luôn. Xe gia đình. Bạn nhỏ này thì bạn ấy hay, bố bạn ấy hay chở buổi sáng. Cái này là anh em quen. Đó, có chăn, có gối. Sở sáng đi học, bạn ấy mới năm nay có 5 tuổi thôi mà học ở gần đây, gần nhà em nên là bố sáng hơn 6 giờ chở hai anh em đi học nên là bạn ấy buồn ngủ nên cho bạn ngủ ở ghế đằng sau. Đó, đằng trước này 29, sức sát không thể tránh khỏi. Đây, chưa dọn dẹp gì mà xe nó còn đẹp như thế này, các bác có thấy được cả chủ xe có giữ như thế nào không ạ? 3,9. Em vào bên trong cho các bác xem đã. Sau đây là đi về phần khoang máy của chiếc xe. Đó, để em tí em mở khóa cho các bác xem này. Đây, 39.264 km là số km của chiếc xe này các bác nhá. Bản Linux thì sẽ có tăng giảm âm lượng đồng thời dành tay. Hệ thống đèn. Đó, đèn điều chỉnh gương ở đây ạ. Có màn hình khá là ok rồi, hệ thống điều hòa. Nhưng cái nút này thiết kế rất kiểu sang trọng, giống như kiểu Peugeot. Peugeot thì hay thường thường có những người nút ở đây. Đó, thiết kế rất là sang trọng. Cổng USB này, cổng sạc này. Củ số của chiếc xe 3,9 đấy ạ. Cũng như là ghế này. Đó, 350 triệu sở hữu một chiếc xe sedan. Đó, đời cao 29, đăng ký lần đầu 2020. À đây, để em tí. 29 thôi, quay về cốp trước đi. Túi đồ vẫn còn nguyên. Em đang định mở nắp capo nhưng mà nắp capo em lại chưa giật lên thì em cho các bác xem phần cốp trước. Nốp sơ cua đây. Đó, xe mộc các bác nhá. Keo chỉ cũng như là chất lượng của xe thì em Cường cam kết bằng văn bản cho các bác. Nhiều bác hỏi là một ông sale có thể là sale 4-5 cửa hàng, nhưng mà thực sự thì cửa hàng em là ở số 5 đường Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Hyundai Yuska. Bãi xe đây ạ. Chứ sale 4-5 cửa hàng, những chiếc xe đẹp thì em Cường mới bán thôi. Còn những chiếc xe mà nó không được sự đẹp thì em Cường cũng không mua và không bán, không giao dịch. Đó, các bác cần tìm xe, cũng có rất là nhiều bác khi mà vào kênh của em Việt Cường xem xong và có thể là liên hệ với em Việt Cường để tìm chiếc xe, nhưng mà thực sự là
em Cường khi mà tìm xe của anh em thợ mà để về bán cho khách hàng ấy, em Cường đầu vào cũng nghiêm ngặt như những chiếc xe của nhà em thôi. Đó là em phải kiểm tra chất lượng của xe, nó không được ưng ý thì em Cường không dám lấy về để bán như các bác ạ. Dù nó có cao hơn 50 triệu đi chăng nữa thì em Việt Cường vẫn mong muốn là tìm được những chiếc xe đẹp để gửi đến các bác, để khi mà các bác đi xe, em Cường còn cam kết và đảm bảo cho các bác sau này các bác không đi nữa, các bác có thể là bán lại cho em Việt Cường ạ. Ốc xe đây 3.9 thì ốc ác máy móc thì không thể nào mà tháo bổ được. Nếu mà tháo bổ ra chỉ có những chiếc xe đâm đụng, ngập nước thì những tiêu chí đấy của nhà em Việt Cường thì em Việt Cường luôn luôn cam kết cho các bác đó là không đâm đụng, ảnh hưởng tới kết cấu khung gầm chassis của xe, không ngập nước, không bổ máy, không tháo máy, không hạ máy các bác nhá. Đấy là những tiêu chí của nhà em Việt Cường. Em Việt Cường đang bán chiếc xe này là 355 triệu. Đó, các bác nào đang có quan tâm thì có thể là alo ngay cho em Cường để được em Cường hỗ trợ thêm về giá các bác nhá. Và hiện tại đến bây giờ thì cho em Việt Cường xin phép kết thúc video ở đây. Xin kính chúc các bác luôn sức khỏe, bình an và ngập tràn hạnh phúc. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bác.